Vâng, xin kính chào quý anh chị và các bác. Ngày hôm nay thì em Chuẩn xin được phép gửi tới các anh chị một video báo giá toàn bộ tất cả những mẫu xe gầm cao hiện tại thì đang có mặt tại trung thực Auto chính hãng Bình Dương anh chị nhé. Và để video vào trực diện vào nội dung chính thì em sẽ bắt đầu từ một mẫu xe đầu tiên đi ạ. Đây là mẫu Kia Seltos bản 1.4 Premium anh chị nhé. Em này thì có sản xuất và đăng ký lần đầu là 2021. Mức giá hiện tại bên em đang niêm yết là 628 triệu đồng. Và odo của xe cũng đã lăn bánh được 40.000 cây rồi anh chị nhá. 40.000 cây, một mẫu xe màu trắng rất đẹp đúng không ạ? Đi vào bên trong thì em đang có rất là nhiều các lựa chọn cho anh chị đây. Đầu tiên là một em Hyundai Santa Fe 2016 phiên bản máy dầu, bản full. Em này thì có sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh rồi anh chị nhá. Và mức giá hiện tại bên em đang niêm yết là 678 triệu đồng. Odo của xe thì cũng đã lăn bánh được 90.000 cây rồi, tức là 9 vạn km anh chị nhá. Màu trắng rất đẹp đúng không ạ? Bên đây thì em đang có một chiếc Hyundai Tucson. Em này là Tucson đời mới nhất đúng không ạ? 2022 phiên bản 2.0 máy xăng, bản đặc biệt anh chị nhá. Em này thì lăn bánh được 22.000 cây rồi và có mức giá hiện tại là 855 triệu đồng. Ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen cũng rất là đẹp đúng không ạ? Form mới anh chị nhá. Kế bên cạnh em Tucson thì em đang có một chiếc này là Mazda CX-5 đời 2020 bản 2.5 Premium. Em này thì lăn bánh được 35.000 cây rồi và có mức giá là 728 triệu đồng anh chị nhá. Đã được điều chỉnh xuống chính xác giá thời điểm hiện tại là còn 718 triệu đồng thôi ạ. Đó, em mới điều chỉnh nhá. Bên cạnh đây thì em có một chiếc Toyota Cross đúng không ạ? Toyota Cross. Chính xác thì cái dòng này nó sẽ gọi là Toyota Corolla Cross anh chị nhá. Phiên bản bản này là bản 1.8 lít máy xăng bản G hay còn gọi là bản tiêu chuẩn đấy, hoặc là mình nói luôn là bản thấp nhất đi ạ. Sản xuất và đăng ký lần đầu là 2022. Em này thì lăn bánh được 16.000 cây rồi, biển Sài Gòn luôn. Biển Sài Gòn luôn và có mức giá là 696 triệu đồng. 696 triệu đồng anh chị nhá, màu đỏ. Kế bên là có một chiếc Toyota Rush đời 2019 này chị ơi, 1.5 lít máy xăng, biển Sài Gòn sẵn luôn. Odo là 72.000 cây và có mức giá là 499 triệu đồng anh chị nhá, màu trắng đúng không ạ? Đi vào sâu bên trong thì em đang còn một chiếc XL7 này, XL7 2021. Em này thì lăn bánh được 45.000 cây rồi anh chị ơi và có mức giá là 496 triệu đồng nhá. Đời rất là cao đúng không ạ? Rất là cao luôn. Tiếp tục em có một chiếc Rút nữa, chiếc này đời cao hơn chút này, đời 2021 đăng ký lần đầu là 2022. Đi được 3 vạn rồi anh chị ạ và có mức giá là 546 triệu đồng. Xe thì có màu ngoại thất là màu nâu anh chị nhá. Lên ghế da hai tông màu là màu đỏ và màu kem rồi, đúng không ạ? Nguyên bản nó sẽ là ghế nỉ anh chị nhá. Tiếp tục là một mẫu MPV hạng phổ thông 5+2, em có Avanza đời 2022. Siêu mới siêu nước đây rồi, đúng không ạ? Odo là 14.000 cây, nhập khẩu nguyên chiếc và có mức giá là 549 triệu đồng anh chị nhá. Avanza thì nó sẽ có hai phiên bản là phiên bản số tự động và phiên bản số sàn. Cái em màu trắng kia sẽ là số tự động anh chị nhá, bản G đấy ạ. Tiếp tục là các mẫu đến từ thương hiệu nhà Mitsubishi, em có Xpander 2020. Em này thì lăn bánh được 38.000 cây rồi anh chị ạ. 2020 38.000 cây, 499 triệu đồng. Ngoại thất là màu bạc, nội thất là ghế da màu đen rồi anh chị nhá. Tiếp tục là một mẫu Xpander 2021, đăng ký lần đầu là 2022. Em này thì là Xpander Cross bản cao nhất, odo là 32.000 cây. Mức giá hiện tại bên em đang niêm yết là 568 triệu đồng anh chị nhá. Nếu anh chị nào quan tâm tới mức giá lăn bánh bao về tỉnh hay là bao về Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, anh chị hãy alo tới hotline của bên em 0975 79 2. Tất cả các bạn nhân viên tư vấn sẽ tư vấn cụ thể cho anh chị luôn theo từng trường hợp khi mà mình lấy xe về trường hợp của gia đình mình, đúng không ạ? Về tỉnh nào hay là về Hà Nội hay Hồ Chí Minh thì bên em sẽ báo chi tiết hơn nhá. Còn cái mức giá em đang niêm yết, em đang báo cho anh chị á, là mức giá xe, là mức giá xe. Trong góc đây thì em có một chiếc Everest này, em này là 2019 máy dầu một cầu bản Titanium, tức là bản cao cấp nhất của lựa chọn một cầu anh chị nhá. Em này thì lăn bánh được 75.000 cây rồi và có mức giá là 839 triệu đồng anh chị ạ. Màu ngoại thất nó sẽ là cái màu vàng cam này này, nội thất là ghế da màu đen này chị nhá. Everest rất đẹp đúng không ạ?
Ở trong cùng đây thì em đang có vài mẫu Sorento đây. Đầu tiên là Sorento 2016 máy dầu bản full. Em này thì lăn bánh được 10.000 cây rồi. Mức giá hiện tại là 588 triệu đồng. Riêng em này còn thương lượng một chút anh chị nhá. Còn lượng lượng thêm ạ. Đó. Tiếp tục em có một chiếc Kia Sorento. Em này là 2016 máy xăng nhưng mà là bản thiếu, bản thiếu anh chị nhá. 35.000 cây km chuẩn này và có mức giá là 526 triệu đồng. Và nếu anh chị bỏ thêm 20 triệu nữa, tức là 546 triệu đồng, chúng ta sẽ sở hữu ngay một mẫu Kia Sorento máy xăng bản full. Em này là bản full nhá, không phải bản thiếu đâu. 2016 đúng không ạ? Rất là giống với cái em kia. Tuy nhiên là em này thì bản full nên sẽ có nhiều ghế hai vị trí này, màn hình to hơn, đẹp hơn, cửa sổ trời toàn cảnh, cũng như là rửa đèn pha tự động đúng không ạ? Một số các cái tính nâng cấp tính năng nhỏ nhỏ. Rồi ghế phụ cũng chỉnh điện này, thay vì là chỉnh cơ như là trên bản thiếu anh chị nhá. 546 triệu đồng, 2016 máy xăng bản full, ô tô là 72.000 cây. Tiếp tục đến với mẫu Kia Sorento cuối cùng trong cửa hàng của em ngày hôm nay. Đây là một mẫu 2018 máy xăng bản thiếu. Em này thì cũng lăn bánh được 51.000 cây rồi và có mức giá là 566 triệu đồng anh chị nhá. Cũng màu trắng rất đẹp đúng không ạ? Trong cùng là em còn một mẫu Innova. Innova này thì là 2017 bản E số sàn, máy xăng 2.0, dẫn động cầu sau anh chị nhá. Xe thì có ngoài rất là màu bạc, bạc ánh kim đấy đúng không ạ? Và có mức giá là 476 triệu đồng anh chị nhá. 476 nhỉ? 479 đúng không? 479 triệu đồng anh chị nhá. Đính chính lại một chút. 479 cũng đã được lên cái da màu nâu rồi, rất là đẹp đúng không ạ? Ở trong đây còn rất là nhiều con mẫu xe nữa này, còn 2 4 này 6 này 8, 8 mẫu nữa anh chị nhá. Đầu tiên là Hyundai Creta, một mẫu xe cũng vừa mới được ra mắt thôi, 2022 này. Xe nhập khẩu bản đặc biệt anh chị nhá, bản giữa đấy ạ. Có mức giá bây giờ là còn 608 triệu đồng thôi anh chị ạ. 608 triệu đồng. Rất là rẻ và đặc biệt là so với cái thời điểm 2022 khi mà lăn bánh em này. Một cái mức giá bây giờ chiết khấu đâu đó nó phải tầm 100 đến 150 triệu đấy anh chị ạ. So với lăn bánh nhá, so với thời điểm mà bác chủ cũ đã mua đúng không ạ? Tiếp tục là em còn có một chiếc này là Toyota. Toyota Veloz anh chị nhá, bản này là bản cao nhất rồi, bản top có cam 360 này. Có Toyota Safety Sense này, mâm đẹp hơn, đèn full led hết. Và em này thì có ngoại thất là màu đen anh chị nhá, màu đen. Đó. Bản này là bản 2023 lắp ráp như mới luôn, Odo đi được hơn 10.000 một chút cho anh chị ạ. Và có mức giá là 668 triệu đồng anh chị nhá. 668 triệu đồng, rất đẹp đúng không ạ? Siêu lướt như mới. Bên cạnh đây thì em có một mẫu bán tải là em này là Mazda BT50 2019, máy dầu một cầu số tự động. Ô tô của xe là đã lăn bánh được 68.000 cây rồi anh chị ạ. Và có mức giá là 476 triệu đồng anh chị nhá. Xe thì lên được bộ đèn bi, bi led cực kỳ là sáng, đẹp, có lắp thùng kín này, bọc bức chân này, giày che mưa, phim cách nhiệt đầy đủ cả, thảm sàn, lót cốp cơ bản đúng không ạ? Đầy đủ hết rồi. Bên trong đây thì em đang có hai mẫu Xpander tiếp, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng này. Chiếc màu trắng này là sản xuất từ 2019, đăng ký lần đầu là cũng là 2019 luôn. Mức giá thì nó nhẹ nhàng hơn, 485 triệu đồng thôi anh chị ạ. Màu trắng rất đẹp, bản AT nhá, bản giữa. Ở trong đây thì em cũng có một chiếc Xpander cũng 2020, cao hơn em trắng này một đời, cũng là bản AT và có mức giá là 516 triệu đồng anh chị nhá, nhìn hơn chút đúng không ạ? Ô tô của xe là 52.000 cây. 4 dàn lốp thì không zin theo xe nhưng còn rất là dày anh chị nhá, còn rất là dày, dày thật, đảm bảo anh chị mua về là không cần phải thay thế hay là ấy đâu, mình cứ đi thoải mái thôi. Fortuner đây, máy dầu số sàn thì các bác ơi, 2010 đúng không ạ? 2010, máy dầu số sàn một cầu. Xe này thì có mức giá cực kỳ là nhẹ nhàng này, 428 triệu đồng thôi anh chị ạ. Một chiếc xe đi được 14 vạn km rồi, đâu đó loanh quanh 13 năm 14 vạn cây. Chất xe còn rất là ok anh chị nhá. Lên ghế da màu kem rồi, rất là đẹp, mặt sáng. Tiếp tục là em có một chiếc, chiếc này là Passion Sport đời 2014 anh chị nhá, đời 2014. Ô tô của xe là 12 vạn và có mức giá chỉ có là 418 triệu thôi. Cũng máy dầu, cũng một cầu và cũng số sàn anh chị nhá. Rất là đẹp, màu trắng này. Cuối cùng trong video báo giá ngày hôm nay thì em Chuẩn xin phép được báo giá nốt mẫu xe cuối cùng để có thể kết thúc video ngày hôm nay. Em đang có một chiếc Nissan Terra đời cực kỳ cao anh chị ạ, 2019, máy dầu một cầu số sàn anh chị nhá. Em này thì sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh rồi và có ô tô là 39.000 cây. Mức giá hiện tại thì bên em đang niêm yết chính xác là 616 triệu đồng anh chị ạ.
Và vừa rồi thì em Chuẩn có quay toàn bộ, báo giá toàn bộ tất cả các mẫu xe bên cửa hàng Trung Thực Auto bên em. Và một lần nữa thì em Chuẩn xin được dành lời cảm ơn chân thành nhất tới quý anh chị khách hàng đã luôn yêu mến, luôn tin tưởng và ủng hộ Trung Thực Auto bên em. Nếu có bất cứ liên hệ hay là cần tư vấn chi tiết một mẫu xe nào gầm cao, anh chị vui lòng liên hệ tới số hotline của bên em là 0975 79 42. Một lần nữa thì em Chuẩn xin được cảm ơn anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.